hướng dẫn vệ sinh răng miệng cho người niềng răng. Xin chào các bạn, hôm nay bác sĩ Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh cho người niềng răng. Rồi các bạn sẽ xem là các cái dụng cụ cần thiết để cho người niềng răng gồm bàn chải đánh răng, kem đánh răng và có một cái đặc biệt đó là dùng cái tăm kẽ các bạn nhé, tăm nước, nước súc miệng, chỉ tơ nha khoa rất khó dùng các bạn nhé. Bây giờ bác sĩ Phương sẽ hướng dẫn các cái bước vệ sinh cho người niềng răng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng bàn chải và lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ. Khi đánh răng hãy chải nhẹ nhàng, chuyển động tròn từ trên xuống dưới, đảm bảo chải kỹ cả mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai và cũng như là quanh mắc cài. Đặc biệt chú ý đến khu vực quanh niếu và các kẽ răng. Thực hiện ít nhất 2 đến 3 phút mỗi lần và thực hiện 2 lần mỗi ngày. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái bàn chải kẽ để làm sạch các cái kẽ răng. Chú ý bước này chúng ta sẽ có gương để nhìn vào xem có chỗ nào có mảng bám thức ăn thì làm sạch các cái kẽ răng, các khe kẽ mắc cài. Tiếp theo là chúng ta dùng tăm nước để làm sạch nốt các cái kẽ răng và khe kẽ mắc cài. Khi dùng tăm nước các bạn chú ý phải ngậm miệng lại, bật di chuyển từng các cái vùng một, kẽ răng một. Khi mà đầy nước ở trong miệng chúng ta tắt máy và chúng ta nhổ. Bước cuối cùng là đến nước súc miệng. Nước súc miệng thường có một cái nắp chai, các bạn đổ đầy cái nước súc miệng và ngậm. Khi súc chúng ta ngậm trong vòng 30 giây đến 1 phút. Vâng, vừa rồi bác sĩ Phương đã hướng dẫn cho mọi người biết cách vệ sinh cho người niềng răng như thế nào rồi. Việc bây giờ chúng ta cần là hãy vệ sinh sạch sẽ ít nhất 2 lần mỗi ngày các bạn nhé.